Yo. Yo. À, chào mừng các bạn đến với sân cầu lông ngoài hành tinh để xem trận thi đấu cầu lông. Có thể nói là dự đoán là hay nhất trong lịch sử cầu lông thế giới. Xin giới thiệu thành phần của hai đội để khán giả tiện theo dõi nha. Bên phía gần camera đây, màu đen mới đánh vừa rồi là Cương. Xin mời khán giả này đi cái chỗ khác làm sao, có đi ngang qua camera hai lần vậy. Còn hai hai bà ở trên của ông Cường là bà Kim Anh, còn bên kia là bà Oanh, còn bên phía đối diện đối thủ đứng sau là ông Châu, còn đứng trên áo đen là Nhiên, đứng trên áo vàng là Thắm. Theo như các tổ chức cá cược quốc tế thì hai đội này là tỷ lệ là tỷ lệ người ta ra kèo là 50-50, tỷ số hiện tại là 3-4. Đội ông Cường đang thua. Lấy tên đội trưởng để dễ giới thiệu các bạn nha. Đội Cường đen, Châu vàng. Vô. Châu. Oanh. Châu. Châu. Châu luôn. Châu luôn, hay quá Châu ơi. Win. Hay quá Châu. Hay. À, vừa rồi thì Thắm đã win hỏng trái cầu đó rồi. À, cuối cùng là gì? Bao nhiêu? 4-5. Bà Oanh đã giao ra ngoài rồi. 6-4. Coi bà Oanh làm gì? Win win mạnh. Bà Oanh đã coi như lập công chuộc tội rồi. Cường. Ý dồ. Cường quýnh là rất là nham hiểm nè. Đô. Hay quá Cường ơi. Sao mà Cường có thể thông minh mà biết bỏ qua trái đó hay à. Hay luôn. Đội của Cường rất có tương lai nha. Tại vì bên này ngược gió mà bên Cường đã dẫn điểm như vậy là đội của Châu Thắm là không có cửa đó. Đội của Châu là không có cửa đó. Quýnh hoài luôn, tay sang luôn, không buông. Wow. Nhưng mà đó là may mắn thôi nha, cẩn thận nha. Cường này mà mỗi lần gặp đội của ông Châu là Cường luôn luôn đánh hay. Xuất thần ghê. Bình thường là không có lăn xả, không có lăn, không bò gì hết. Nhưng mà đánh với lại Châu kia là hả, cỡ nào cũng cũng nhảy hết trơn. Hay vậy. Phải cố gắng, à, đứng trước, cần gì cố gắng. Làm đội trưởng là phải có trách nhiệm đúng không? Đội trưởng nè. Tốt cầu. Bao nhiêu rồi? Như vậy là nửa gián đã trôi qua, đội của Châu tạm dẫn 10-7. Nhưng mà bây giờ thì đội của Cường sẽ có lợi gió nè. Ở sân cầu lông này thì cái chuyện mà loại ngược dòng là chuyện là coi như là bình thường, không có gì là lạ lùng hết. Để xem là bản lĩnh của đội của ông Cường là có đội ông Cường để coi thử có chút bản lĩnh nào không. Quýnh lên, nổi lửa lên. Trời ơi, vừa rồi bà Oanh đã quýnh hỏng rồi. Trong bữa nay là quyết chí là phải thắng cho được đội của Cường nè. Ngoài. Đội của Cường có thể nói là tụt dốc không phanh. Nhìn đội của Cường có vẻ mạnh mà sao yếu quá. Ôi. Không thể nào cản nổi đội của Châu rồi. Hay quá Châu ơi, cố gắng quá.
Nhưng mà pha vừa rồi thì Châu không thành công. Rồi, đó là chính là lá bùa đó. Đó là bước ngoặt á. Rồi. Trời ơi. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cái đội Cường vậy? Quanh Kim Anh nhào vô quýnh bá cháy một chét lên cho giải tỏa áp lực cho Cường nhớ. Rồi xong. Nhìn thấy tưởng đâu là sức mạnh ngang nhau, ai về đội của Châu quá mạnh. Châu hôm qua ăn gì mà mạnh dữ anh Châu? Ăn gì mạnh vậy? Ở đây loại ngược dòng là phải có hà vô mới dễ loại ngược dòng, chứ còn ngoài hà ra là khó loại ngược dòng lắm. Trời ơi, bao nhiêu rồi? 20 rồi hả? Thôi mặt gấu cứu không nổi. Rồi xong. Rồi như vậy là đội của Châu đã giành chiến thắng rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha.